quay lại mấy cái hoa đẹp chút được không ạ? Hôm nay lại đi để thấy thích hoa quá, sắp Tết thích hoa. Cái hồng như cây kia thì khoảng bao tiền này? Vâng. Cây bonsai này. Đâu bonsai nào? Cái cây cao cao này này. Đấy. À. Còn cái cây trắng kia. Cái hoa trắng. Đây là hồng gì đấy? Hồng không thạo lắm. Con này nó hồng gì mà lá hoa nó nhỏ nhỏ hay anh nhỉ? Cái hồng này á? Vâng. Hồng này là gọi là hồng mai. Hồng mai. Ba tiền một chậu nhỏ nhỏ đấy. Trong này 150. À. Hồng kia thì gọi là hồng gì? Cái hồng mà tím tím trắng trắng nhá. Nó là nhà té nó quên, nó có giấy đấy. Có giấy. Đấy, hoa hồng xin phép cầm vào đây một chút nhé. Đấy, rất đẹp. Cái tên nó là cái hồng gì, nó gọi đấy. Mình quên mất rồi. Nói chung là tên hay đúng không? Tên hay, nhưng mà quên không nhớ tên. Hôm kia là hồng bạch rồi. Rồi, ok. Chị cứ làm việc tiếp để em quay phim tí xong tí quay lại. Rồi. Này thích hoa hồng đúng không ạ? Đây này. Thấy cái hoa này cũng thấy rạo rực đấy. Thích cái hoa này đấy. Nhưng mà tất nhiên là nó được cái thân đấy. Nó được cái thân đấy nhưng mà nó ít răm quá, ít răm quá. Mình thích cái hoa này ít răm quá. Hoa để tí nữa đi xem tiếp, bây giờ ra chỗ bonsai cái nào. Đấy, nhiều lắm, ổi đây. Ổi búp hồng đây là cái gì ai để bán cho. Bán làm sao được. Ủa này. Ủa gì đây. Nhà hôm nay lại đẹp chưa? Kinh ấy. Ông có phải lấy dây buộc không? Anh cho cái dây. Ờ, không chí đâu, chí dây thôi. Đây có cái u đây chứ không phải cái mấu. Xưa nó có cái sẹo nó chùm lên. Đấy. Đấy, ta sang bên này xem. Bên bên thì bố cái gì hả? Bố cái đào quý. Ê anh, bố cái đào. Em bố cái đào gì vậy? Biết nhau bao năm rồi. Nhìn đây. Đắt à? Đắt thì cũng lên đường à? Có giấy để chơi thì nhanh là dễ. Dễ, để chơi cao hoa thì nói chung cũng không khó, giấy chơi dễ và nó nhanh. Thả cái thì tay tán nó to nhanh lắm, nhanh. Đấy là cô bác thích cái hoa hồng này, cái đẹp thì nhiều người điểm chung thì nhiều người thích lắm. Lên đường, một cây đã lên đường. Đang cẩn thận nhá. Em nghe cổ đại thụ đây. Đại thụ đây. Đại thụ đây em à. Đại thụ. Con lá siêu nhỏ này. Đấy con ý đẹp không? Về đẹp không? Đấy một cây là dây nhiều quá. Wow, cây quá đẹp anh. Con phải cắt nhiều đúng không? Linh Sam đấy là bao tiền đúng không? À, 3 triệu rưỡi ạ. À, còn phôi điền này. Phôi điền này 3 triệu. 3 triệu. Điền. Điền này quá đẹp. Dạ. Dạ, cũng già. Đây anh. Con rết này cái gì trở thành sam trái đang ra hoa này, đang bắt đầu này.
bắt đầu các mầm hoa này. Chỉ độ nửa tháng nữa thì coi tím ngắt hết anh ạ. Nay mang nhiều không ông? Đấy, chậm từ đây ra kia mây kìa. Cái to to này của ai không biết? To này của à. Đang bận gói to thì ta chắc nhưng mà được cái già lắm, mình già thích cái tuổi. Quê đây, sân quê. Đó, đại phụ đấy. Cá lóc sam này, cái sam này hơi bị hiếm, mẹ nó đẹp đại, như này. Đại thụ thu nhỏ. Xanh. Cái gì đây? Phôi điền. Phôi điền. To to này có nhiều tiền không bố? Cây xanh cỏ đấy em ạ. Vâng, bao nhiêu tiền ạ? 55 triệu. 55 đồng. À, thằng đấy. Thằng bệ lũ này, cây xanh cỏ. Vâng. Một cây xanh cỏ luôn. Xanh cổ 55 triệu. Đó, 55 đồng. Linh Sam thác đổ. Ngày chủ nhật mà không có người. Rồi. Đá hôm đêm qua nó mệt nó ngủ hết. Chắc cũng lạnh quá. Lạnh quá đi. Chắc là mai kia họ phải đi. Vâng. Vâng. Đang quan tâm đến bóng đá nhiều quá. Chả nghĩ cây cối gì nữa. Rồi. Để thôi làm điền. Quay như này này. Quay như này. Chiếu này. Thế bạn. Đấy là 2. À vừa bà 9 triệu. Hôm hôm là còn tăng tiểu giáp. Không biết cây kia bao nhiêu. Mới vào đá. Cũng có tương lai. Đấy. Cái này chơi cho nó nhanh. Xanh. Nhìn nước chậu, nước cây là biết là khác rồi. Thi thoảng mới có ở chợ. Nước chậu, nước cây là khác rồi. Rồi. Đẹp quá. Chung làm đôi được bạn chưa? Hết nhất cái nơi đấy. Cứ xanh ngướt thế này. Ngướt. Dung. Cái này là bao nhiêu? Cái xanh này hay, mấy cái xanh này hay, hai cái xanh rất hay. Bao nhiêu cây cũng không chỉ nào. Cái quả đấy nhỉ? Bông của ai? Bông của ai nhỉ? Cây thở.
mang cái sung to này đi bác. À đây à? Quên chưa xin phép. Thôi để quay bác, thôi để quay bác vậy. Này là bao tiền này? 9 triệu rưỡi. Hay nhỉ? Có người thì mời mình quay, có người lại không thích mình quay. Chúc cô cháu chưa? Quá đẹp. Đang cắt lại thì tay tán, tay tán có rồi, rụp rịt. Hay quá. Mày cắt lá đi đẹp không anh? Hay quá. Khả năng cắt lá mẹ. Đây cảnh không phải chờ đợi. Đây. Dạ. Xong đẹp. Đấy, tay nó rụt rịt cả. Sân vườn chơi con này hay. Đôi năm nữa là đẹp. Làm lại cái ngọn. Giật, giật lại cái ngọn, bỏ hẳn cái ngọn này đi. Đâu, nhanh, không nhanh mà. Này thả phát to, to bằng cổ tay luôn. Nhìn cái sức nó ăn kia mà nhanh lắm. Bây giờ vậy tỉa nhiều cái này không, không để mầm thở nó cũng không có quả, không có chỗ để ra quả.